Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 11 năm 2021 với ý nghĩa nhân văn, vừa xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để trẻ mồ côi mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước. Chương trình đã nhanh chóng được các cấp hội phụ nữ Lào Cai hưởng ứng, triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Chồng mất sớm, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng, khiến cuộc sống của ba mẹ con chị Lý Thị Yên, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai rất khó khăn. Điều chị Yên trăn trở nhất là làm sao chăm lo chu đáo chuyện học hành cho hai con nhỏ. Và thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai, chị Yên đã yên tâm phần nào khi con của chị đã được nhận đỡ đầu đến khi đủ 18 tuổi. Con được các cô, các chú tặng xe và động viên con tới trường. Con xin hứa từ nay học thật tốt và cố gắng tới trường để không sự mong mỏi của thầy cô các bác. Hội phụ nữ rất quan tâm, cũng thường xuyên đến động viên chia sẻ giúp đỡ mẹ con tôi. Bây giờ lại còn nhận đỡ đầu hỗ trợ cho con gái tôi vui lắm. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ động viên con đi học để sau này có việc làm ổn định. Hiện các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã rà soát, phân công và triển khai nhận đỡ đầu cho 93 trên 111 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội đã vận động quyên góp, ủng hộ và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân với tổng số tiền trên 120 triệu đồng hỗ trợ cho các em. Quan điểm của Hội Phụ nữ thành phố là chúng tôi triển khai là mỗi một cơ sở hội sẽ gắn với một địa chỉ đỡ đầu. Chúng tôi cũng đã lựa chọn được 21 em có hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn thì cũng sẽ hỗ trợ ít nhất trên một năm, đó là 3 đến 5 triệu đồng. Chúng tôi đã khẩn trương trong việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 9 huyện thành hội phụ nữ thành phố, thị xã để tập trung rà soát lựa chọn các cái đối tượng trẻ em trong diện kế hoạch chỉ đạo của Trung ương hội. Chương trình Mẹ đỡ đầu đầy tính nhân văn thể hiện rõ phẩm chất tấm lòng nhân hậu bao dung của người phụ nữ. Để chương trình thực sự lan tỏa và có tính bền vững, các cấp hội phụ nữ sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, huy động ngày càng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ để mang yêu thương đến với những trẻ mồ côi, giúp các em có tương lai tươi sáng hơn.